Bao người hiểu được cái nghề nông, cực khổ quanh năm trốn ruộng đồng, sáng thuốc chiều phân ê ẩm cẳng, bè bờ đắp đập rã rời hông. Cuộc đời người nông dân quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ai cũng phải dãi nắng dập mưa trên ruộng đồng đất rẫy. Thế nhưng không phải lúc nào trồng cây cũng cho ra trái ngọt. Hiểu được nỗi lòng cơ cực của người làm nông và với tình yêu thiên nhiên, cây cỏ, tôi đã quyết tâm theo đuổi ngành công nghệ sinh học tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn là có thể giúp cho người nông dân vơi đi một phần nỗi lo từ những kiến thức mà tôi sẽ học được. Công việc học tập của tôi vẫn diễn ra khá là bình thường, mục tiêu phấn đấu gần như khá mờ nhạt và cho đến khi tôi gặp được thầy cô, thầy tôi Nguyễn Ngọc Ẩn, Phạm Tấn Việt, còn đây là cô tôi Nguyễn Thị Diệu Hạnh, những người sẽ mãi hiện diện trong trái tim tôi. Ngay từ những ngày đầu gặp gỡ trên giảng đường, thầy cô đã cho tôi thấy sự nhiệt huyết về nghề và sự hào hứng với khoa học. Những kiến thức chuyên môn gắn liền với thực tiễn, thầy cô cho tôi động lực và đã giúp tôi bén duyên với niềm đam mê khoa học. Thầy cô không chỉ là những con đò tri thức, mà còn là những ngọn gió mát chắp cánh cho những ước mơ và hoài bão của tôi. Sự tìm tòi nghiên cứu, tư duy sáng tạo, không chỉ dạy cho tôi kiến thức mà còn là tình yêu con người, yêu thiên nhiên. Thế nên mới nói, có một nghề bụi phấn bám vào tay, người ta bảo là nghề trong sạch nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất, lại nở cho đời những đóa hoa thơm. Còn đây là lab tôi nè. Lab có không gian hơi nhỏ, nhưng tinh thần nghiên cứu khoa học không hề nhỏ nha. Lab tôi có rất nhiều thế hệ anh chị em khác nhau, cùng học tập và giúp đỡ nhau trong công việc. Mọi người ai nấy cũng không quản khó khăn, không quản bình minh hay màn đêm tĩnh lặng. Không quản trời nắng gắt hay mưa to, mọi người đều làm việc hăng say và chăm chỉ, bởi vì ai cũng có niềm đam mê chung là nghiên cứu khoa học. Cảm ơn quãng đời đại học đã đem đến cho tôi những thầy cô tận tụy, hết mình vì sinh viên của mình. Những ngày tháng gắn bó cùng thầy cô không quá dài, nhưng đủ để tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong hành động và suy nghĩ, chín chắn hơn trong đối nhân xử thế, mãnh liệt hơn với niềm đam mê nghiên cứu khoa học của bản thân mình. Cảm ơn thầy cô đã luôn quan tâm dạy dỗ, đã chấp cánh cho con tình yêu khoa học, tiếp nối niềm đam mê của con. Bên cạnh đó, em cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong tập thể Lab Vi Sinh đã luôn bên cạnh và cổ vũ tinh thần cho em, giúp cho em đến gần hơn với ước mơ của mình.